Hello anh em, chào mừng anh em tới một cái video về reaction của mình nữa. Và lần này mình sẽ react với lại một cái sự cố rất là nổi tiếng. Đó là cái vụ hack Ronin Chain của Axie Infinity. Và cái Axie Infinity là một cái game rất là thành công của công ty Sky Maris. Và cái công ty này có cái CEO là người Việt Nam. Ok, ta bắt đầu nha. Thì tại sao mình lại thích về, rất là thích nói vấn đề này? Cái thứ nhất á, mình thích về cái chuyện mà hack hiếp đồ này kia thì nghe nó hay. Anh em có vẻ là thích nghe về cái vấn đề này. Cái thứ hai nữa thì đây chính là cái vụ hack mà có cái lượng tiền mà lớn nhất thế giới từ trước tới giờ luôn. Có nghĩa là cái này là lớn nhất, và cái vụ lớn thứ hai á, là cái vụ hack Polygon Matic, nó cũng là hack về cái bridge luôn. Và có thể nói thì sau cái game mà Flappy Bird á, thì chính là cái game Axie Infinity này chính là cái game thành công nhất mà có thể là đem cái tên tuổi của một cái người CEO Việt Nam ra vương cái tầm ra thế giới. Do đó hôm nay mình sẽ reaction cũng như mình sẽ phân tích và mình sẽ giải thích cho anh em cái điều gì đã xảy ra ở trong cái vụ hack này. Rồi, thì để mà hiểu được cái vụ hack này như thế nào thì anh em cần phải có một số cái kiến thức ha, một số kiến thức nhất định để mình hiểu được. Mình phải hiểu được cái bridge là gì. À, tại vì cái này là hack vào trong cái bridge. Và để mà hiểu được cái bridge là gì á, thì mình lại phải hiểu được là cái parachain nó là cái gì và cái layer 2 chain nó là cái gì. Thì mình sẽ đi từng cái, giải thích từng cái một cho anh em. Đầu tiên á, là mình sẽ nói về layer 2 chain, có nghĩa là cái giải pháp scaling của một cái chain. Và cái ví dụ mà điển hình nhất á, đó chính là Polygon và Ethereum. Thì cái Ethereum á, nó bị quá tải, ví dụ như cái chain chính của nó bị quá tải thì á, nó sẽ có nhiều cái giải pháp để nó scale cái chain đó, để nó không bị quá tải nữa, để nó có thể thực hiện được nhiều giao dịch hơn, để có thể cái phí gas nó rẻ hơn. Thì cái Polygon Matic chính là một cái giải pháp ở cái layer 2 của Ethereum. Thì nó cũng đơn giản thôi, giống như là một số cái nào mà nó xử lý ở cái tầng mà core Ethereum thì nó sẽ chạy dưới Ethereum. Còn những cái nào mà nó xử lý được ở trên cái tầng của nó, cái chain của nó, thì nó sẽ xử lý ở trên cái chain của nó đó. Thì cơ bản thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Thì đó là cái layer 2 chain. Cái khác biệt á, là cái layer 2 chain á, nó phải sống chung với lại cái chain. Có nghĩa là Polygon muốn sống, muốn làm việc được á, thì phải có Ethereum. Và giữa hai cái chain á, nó sẽ có cái bridge, có nghĩa là cái cầu để nó truyền tải và nó truyền đạt dữ liệu với nhau. Đó là cái layer 2 chain. Còn cái parachain á, là một cái blockchain riêng độc lập hoàn toàn luôn. À, độc lập hoàn toàn. Nó khi mà không cần, ví dụ như Ronin Chain của Axie Infinity không cần Ethereum, không cần Binance Smart Chain thì nó vẫn có thể hoạt động được bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì cái đó là parachain. Thì cả cái parachain và cả cái layer 2 chain nó đều cần có một cái bridge để nó có thể giao tiếp được với các cái chain khác. Thì cái bridge nó như thế nào thì mình sẽ show thử cho anh em xem ở đây ha. Rồi ví dụ ha, ví dụ ở đây mình có một cái chain, ví dụ ở đây mình có là Ronin, ok, là một cái chain bình thường. Và ở đây mình sẽ có tiếp một cái chain nữa là ví dụ mình có Ethereum đó. Thì ví dụ như đây là hai cái parachain, đúng không? Nó hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. Thì làm sao để một cái người ví dụ người ta muốn nạp Ethereum đi, người ta muốn nạp từ Ethereum, người ta nạp vào Ronin, và người ta muốn nạp Wrapped Ether từ Ronin rút ngược về Ethereum, thì người ta sẽ làm như thế nào? Thì đó chính là cái mà đó là cái chức năng của cái bridge. Thì khi đó làm sao đây nhỉ? Khi đó thì người ta sẽ tạo một cái, ví dụ như một cái nhỏ nhỏ ở đây. À, ví dụ như một cái bridge ở đây. Bridge. Đó, và ở bên này nó cũng sẽ có một cái bridge tương tự như vậy. Và khi mà mình nạp á, ví dụ như mình muốn nạp, mình nói ví dụ là mình nạp Ethereum, từ Ethereum qua bên Ronin, đúng không? Thì á, ở bên này á, nó sẽ gọi một cái hành động là lock cái Ethereum của cái tài khoản A. À, ví dụ phải có cái tài khoản nữa. Ví dụ có một cái tài khoản là 0x
222 333 gì đó. Ví dụ một cái tài khoản này nó muốn nạp cái Wrapped Ether của nó từ Ethereum, nó muốn nạp qua bên Ronin thì nó sẽ làm như thế nào? Đầu tiên á là nó sẽ lock cái Wrapped Ether của nó lock vào trong cái bridge này. À, đầu tiên là nó sẽ lock vào đây. Đó. Thì á khi mà nó lock như vậy á thì nó sẽ gọi một cái hàm gì đó ở trong cái bridge này, cái hàm gì đó mình không biết, cái đó là do cái lúc mà người ta thiết kế cái bridge á người ta làm. Đồng thời á ở ngoài á nó cũng sẽ có một cái back end nữa. Nó sẽ có một cái back end ở đây. Đấy. Thì á khi mà có một cái hành động mà lock một cái lượng gì đó vào trong đây thì cái back end này á nó sẽ listen, nó sẽ nghe cái sự kiện đó. Nó sẽ listen. Đó, nó sẽ nghe cái sự kiện mà một cái ví nào đó lock bên đây. Đồng thời á nó sẽ min ra một cái số lượng tương tự. Nó sẽ gọi một cái hàm gì đó ở trong cái bridge bên này để nó min ra một cái số lượng tương tự ở bên này. Thì cái trường hợp này là nạp từ Ethereum, nạp qua Ronin. Còn cái trường hợp mà từ Ronin nạp qua Ethereum thì cũng tương tự thôi, cũng từ cái bridge này người ta cũng sẽ lock cái token của người ta trong đây, lock cái token vào đây trong cái bridge, và đồng thời cái back end này nó sẽ listen, và sau đó ở đầu bên đây nó cũng sẽ pin ra cho cái địa chỉ này một cái lượng token nhất định đó. Thì tại sao cái bridge nó là rất là hấp dẫn đối với hacker? Tại vì anh em nhìn vô trong cái mô hình này á, thì anh em thấy là cái bridge á, lúc nào nó cũng lock rất là nhiều tiền trong đó. Tại vì rất là nhiều người xài. Ví dụ như đây, ở đây trong cái bridge của Ethereum nó sẽ lock rất là nhiều Ethereum đây. Ở bên đầu đây, ở đầu bên này cũng vậy, nó cũng sẽ lock rất là nhiều Wrapped Ether ở trên Ronin ở trong bên đầu đây. Do đó ở trong đây rất nhiều tiền, mà hack được một cái là sẽ hack được rất là nhiều tiền luôn. Do đó là hacker nó rất là thích đánh vào trong các cái bridge này. Và đặc biệt mà hai cái vụ hack mà có cái số lượng tiền lớn nhất thế giới đều là tấn công vào các cái bridge. Ok, thì đó là cái số cái kiến thức cơ bản mà để mình có thể hiểu được là nó như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem là trên cái trang của Ronin đó, mình tìm hiểu coi cái Ronin Bridge nó như thế nào. Cũng rất là may mắn mình có một cái dự án về aggregator, do đó những cái này mình tìm hiểu rất là kỹ. Đây, mình sẽ cho anh em vào xem cái này. Thì á, cái này á là cái white paper của Axie Infinity. Thì ở trong đây á, nó sẽ có một phần nó nói về Ronin Ethereum Sidechain. Thì mình sẽ tìm hiểu về cái này ha. Thì đây, cái này là một cái scaling for Axie. Thì cái tiền thân của nó là cái Loom Network này. Current Blockchain Stack là cái Loom Network. Thì á, mình nhìn vô cái mô hình này á, mình thấy là ở trên Ethereum á, nó có SLP và nó có cái NFT của nó nằm ở trên này. Còn ở trên cái Loom Network á, thì nó sẽ có Loom NFT, Wrapped Ether với này. Sau đó nó mới nâng cấp lên thành Sidechain. Thì theo cái mô hình này á, thì cái Loom này nó chỉ làm việc với Ethereum thôi. Còn theo cái mô hình mà Ronin ở dưới á, thì toàn bộ cái asset và token của nó sẽ nằm ở trong cái Ronin Sidechain. Và nó có một cái bridge tới cái Ethereum Network. Đó. Và nếu mà muốn nạp từ các cái, nếu mà muốn nạp qua các cái chain khác nữa, ví dụ như là Binance Smart Chain hay là qua Polygon Matic hay là cái gì đó, thì nó sẽ sử dụng cái Ethereum Bridge để nó liên kết với lại các cái chain khác nữa. Thì đây nó chính là cái mô hình mà của cái Ronin Sidechain. Thì cái vụ hack là nó nằm ở ngay chỗ cái bridge này nè. Ok, thì mình sẽ cho anh em xem cái này đây. Thì cái mà Ronin Chain nó là một cái private chain, có nghĩa là nó người ta tự build và người ta tự chạy, và các cái validator là cũng là người ta tự chạy và người ta chọn một số các cái đối tác để người ta chạy validator. Thì mình có thể check các cái validator của Ronin thông qua cái trang web này. Đấy, thì anh em thấy nè, các cái validator của nó sẽ được liệt kê đây. Như hiện tại á, thì mình thấy là có 16 validator, nhưng đã có inactive 1, 2, 3, 4, 5, đã inactive 5 cái và chính là còn 11 mà trong đây á, XCDAO 2 là của XCHAT, Sky Mavis,
là toàn bộ là của công ty mẹ là hết bao nhiêu, là hết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi. Chỉ có mấy ông này là ở ngoài thôi, Dap Radar, Ammonica Brand nè. Đó, thì chỉ có một số cái ông là ở ngoài thôi. Thì cái chain này, một cái chain như vậy á, người ta gọi nó là một cái private chain, cái là một cái chain cá nhân, và nó có cái tính centralized chứ nó không có decentralized nhiều như là những cái chain Ethereum hay là Binance Smart Chain. Nó khác nhau cái chỗ nào, nó khác nhau cái chỗ á, là ví dụ như đối với Ethereum đi, mình muốn chạy một cái node, mình là một người bình thường, mình không biết gì cả, mình muốn chạy một cái node, mình tải phần mềm của nó về, sau đó mình chạy một cái node là mình sẽ trở thành một cái validator của Ethereum. Hoặc là Binance Smart Chain cũng vậy, nó public cái subcode của cái node đó ra, bất kỳ ai muốn trở thành một cái validator trên cái mạng lưới của nó, chỉ việc tải cái subcode đó về, chạy lên là sẽ trở thành một cái validator. Và càng nhiều validator thì nó lại càng decentralized. Còn á, theo như mà cái document, mà cái nhận xét của mình sau khi mà mình xem cái Ronin chain này á, thì cái chain này nó centralized rất là nhiều, coi như là ai mà nắm được cái nhiều node á, thì coi như là toàn quyền quyết định những cái transaction nào được quyền ghi lên chain và những cái transaction nào không được quyền ghi lên chain là sẽ được quyết định được hết. Đó, thì đây là cái list của các cái validator. Thì hồi trước thì như mình có đọc ở đâu đó, không nhớ, không có rõ, là như nó có chín validator, mà có cả Binance và có cả những cái đối tác rất là lớn như có Delphi này nọ nữa, nó chạy validator cho nó. Nhưng mà cái list này thì bây giờ lại thấy là càng ngày nó càng ít đi. Ok, thì đó là một số cái kiến thức mà anh em cần phải nắm, là về bridge nè, về sidechain nè, về validator nè. Thì nếu mà nắm được những kiến thức đó thì mình mới hiểu, khi mà mình phân tích á, thì anh em mới hiểu là cái chuyện gì nó xảy ra với cái thằng Ronin này. Ok, vậy mình sẽ đi sang cái chuyên mục tiếp theo, là cái chuyên mục mà đọc báo giùm bạn. Tại vì thật ra mình tìm hiểu thì mình cũng chỉ tìm hiểu qua cái trang sách báo nước ngoài thôi, chứ mình cũng không có cái điều kiện để mình tiếp xúc, mình tiếp xúc với lại các cái sụt code hay là các cái máy chủ hay là cái gì đó, do đó mình không biết, mình chỉ là đọc báo thôi. Rồi cái chuyện mà báo nó viết như thế nào thì mình phân tích như vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà đúng sai thì mình cũng không chắc. Đầu tiên là mình sẽ cho anh em xem một cái bài báo này. Đây, cái bài báo này là Jonathan Craig viết ngày 29 tháng 3, 625 triệu đô từ cái mạng Ronin Network. Ok, thì cái bài báo này nó nói gì đây? Nó nói là hack từ Sky Mavis, đúng rồi. Và nó nói nè, involve Sky Mavis validator node and XCDAO validator node, which allow threat actor drain the fund from the Ronin bridge into transaction. Nghĩa là sao? Có nghĩa là hacker nó đã chiếm cái quyền điều khiển của Sky Mavis validator và XCDAO. À, nó chiếm được quyền điều khiển của các cái node này. Thì anh em thấy đó, quyền điều khiển của Sky Mavis với XCDAO là coi như hầu như là nó chiếm hết mẹ rồi, còn gì nữa đâu, chiếm hết rồi, chỉ còn có 2-3 thằng ngoài thôi. Thì khi mà nó chiếm như vậy thì sao, nó sẽ gửi một cái lệnh để nó rút tiền từ trong cái bridge ra. Đây, Sky Mavis, đây, Ronin Chain có 9 validator, 9, vậy là cái bài này nó cũ rồi. Bây giờ ở bên đây là 11 rồi. Bây giờ bên này là hiện tại danh sách validator thì mình đang thấy là đang có 11. Thì ở đây nó viết là 9 node mà nó bị chiếm hết 5 node. Thì á, cái câu này nó thể hiện gì? Cái câu này á, nó thể hiện cái điểm yếu của một cái mạng private chain mà nó mất đi cái tính decentralized. Có nghĩa là 9 node mà ông nào mà chiếm được 5 node là coi như ông đó toàn quyền quyết định rồi. Đó, do đó nó chỉ cần lấy 9 node và tấn công. Đã tấn công thất party run XCDAO rồi, lấy 9 node nè, sau đó chuyển qua 5.000 ether từ cái này đó, rồi sau đó chuyển tùm lum tà la. Rồi nhìn vào cái bảng này thì đúng là tự hào quá Việt Nam ơi, Ronin Network đứng đầu tiên trong cái bảng xếp hạng là mất hết 625 triệu đô, và cái thứ hai là cái Poly Network, là nãy mình cũng nói Polygon Matic đó, nó cũng hack cái bridge thì chỉ có 600 triệu đô thôi, kém hơn 25 triệu đô. Và cái chỗ thứ ba, thấy không, thứ ba, cái thằng đứng thứ ba chỉ có 135 triệu thôi, nghĩa là nó thấp hơn rất là nhiều so với các vụ hack bridge của thằng Green Finance. Vụ này cũng
cũng rất là nổi. Nếu mà anh em nào mà muốn mà phân tích về các cái vụ hack này, người ta làm như thế nào á, thì có thể comment ở bên dưới, mình sẽ làm cái video để react về cái vụ hack này. Rồi, người ta liệt kê ra cái này ha. Rồi thì tóm lại cái bài báo này nó phân tích cái gì? Nó phân tích là bây giờ cái thằng Ronin nó bị 51% attack, và attack như thế nào bằng cách là chiếm cái quyền của AxieDAO và Sky Mavis Validator. Đó, nguyên cái bài dài thì nó chỉ có như vậy thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đặt một cái bài phân tích nữa. Đây, đây là cái bài phân tích của Rob Benke năm 2022 đó, thì nó cũng list ra ha. Cái này là của Sky Mavis, là một cái NFT game tên là Axie Infinity, và đã cướp đi 173.600 ETH và 25,5 triệu USDC. Inside the attack, đây nó nói đây, Ronin network hack was made possible by compromised private key, có nghĩa là nó bị lấy cái private key. Rồi xong rồi nó nói tiếp một cái thông tin nữa, đó là rồi nó thì cái này á, cái khúc này thì cũng giống y chang như thằng kia thôi, nó nói là bị compromise các cái validator node, nhưng mà có một cái điểm quan trọng mà cái thằng này nó đưa ra mà mình muốn chia sẻ với anh em. Đó là nó nói vào năm tháng 11 năm 2021, AxieDAO đã tạm thời cho Sky Mavis ký cái transaction thay mặt mình, ký cái transaction có nghĩa là Sky Mavis có thể ký transaction thay cho AxieDAO. Để mà giải quyết cái vụ mà cái workload khi mà nó ra cái sàn mà Katana đó, thì nó ra cái sàn đó thì nó giải quyết workload sau đó. Nhưng mà hai cái ông quỷ này, cái ông AxieDAO lại cho phép ông Sky Mavis ký thay cho mình. Thì ký là như thế nào, để mình cho anh em xem thử ha. Ví dụ mình lên một cái game file như thế này. Ví dụ mình làm thử một cái gì đó đây. Đây. Connect. Đây, nó ký là nó như thế này nè. Có nghĩa là khi mà mình kết nối vào một cái trang nào đó thì nó sẽ bắt you are signing, và mình sẽ có một cái message ở đây. Và khi mà mình bấm sign có nghĩa là mình ký. Thì cái chuyện ký này là sao? Cái ký này á là để đảm bảo là chỉ có mình được quyền gọi tới một cái backend mà yêu cầu cập nhật cái gì đó của mình. Mình nói ví dụ ha. Ví dụ như là tao chơi game đi, tao connect cái ví đó vô và tao chơi thắng, thì tao sẽ gọi cái API để tao cộng điểm cho cái ví đó, hoặc là cộng cái gì đó, xử lý cái gì đó. Thì chỉ có cái người đó được quyền gọi cái gì liên quan tới tao thôi, chứ một người mình không thể nào gọi để cộng điểm cho một cái thằng khác. Thì cái đó chính là cái ý nghĩa của cái chuyện sign một cái transaction. Và cái phần web 3 á, cái thằng mà như MetaMask nó bóp lên nó sign á, là một cái phương thức mà nó hỗ trợ để authentication OAuth qua bên cái web 3, là cái chuyện ký. Đó, thì quay lại đây. Thằng Sky Mavis có thể ký thay cho thằng AxieDAO. À. Và sau đó khi mà cái chương trình mà ký thay nó hết á, thì Sky Mavis vẫn không có revoke lại cái quyền đó, không lấy lại cái quyền đó, mà cứ vẫn để cho thằng AxieDAO được quyền ký thay. Đó, thì cái vấn đề là vậy. Do đó khi mà cái hacker người ta lấy được cái quyền làm chủ của Sky Mavis thì nó lại ký luôn cái AxieDAO luôn. Và do đó nó chiếm rất là nhiều node và nó có thể bá chủ thiên hạ, và nó có thể ký, nó rút ETH, nó rút USDC, nó rút tèm lum tè le tè lương hết từ cái Ronin Bridge. Rồi, ở đây cái bài này rất là hay nữa, nó đưa ra ba cái bài học mà chúng ta học được gì từ cái vụ hack Ronin Bridge này. Cái bài học thứ nhất là lack of decentralization. Thì đây là một cái vấn đề mà rất là hay, là và cũng rất là gây tranh cãi. Tại vì thường cái mà bản chất của blockchain phải là decentralized. À, nhưng mà lúc đầu như Bitcoin, như Ethereum, như Binance Smart Chain thì bắt đầu nó centralized một tí. Và sau này những cái ông mà làm chain riêng thì lại bắt đầu đi theo hướng là centralized, có nghĩa là cái node là tao control tất cả mọi thứ, tao control hết. Thì chính cái Ronin này á, cái bài học đầu tiên á, là không có decentralization. Có nghĩa nếu cái Ronin nó public cái source code của validator ra, và nó là
ai cũng có thể chạy được hết, và sẽ trả cái tiền mà đào á, trả cái tiền validate á, trả bằng RON, và RON có thể đổi ra tiền được, ai cũng có thể đào. Thì khi đó chắc chắn cái vụ hack này sẽ không thể xảy ra. Tại vì mày có chiếm được Sky Mavis thì chỉ có chiếm được 5 node thôi, nhưng mà người ta hàng ngàn node, bao nhiêu người chạy cái validator đó, thì chắc chắn một cái invalid transaction á, là sẽ không được, không cái nào mà có thể gọi vào trong cái blockchain để ghi được. Một cái bài học thứ hai nữa là nó nói về excessive permission, có nghĩa là khi mà cái lưu lượng nó quá cao á, thì lại cái bên Sky Mavis người ta lại cho cái thằng này, cái validator này ký thay cho cái thằng validator khác, sau đó thì lại không revoke luôn mà vẫn cứ để đó, thì cái lỗi đó là bị khai thác. Và cái mà thứ ba là no monitoring, tại vì theo như một số cái bài báo á, thì tới khoảng một tuần sau khi mà một người rút tiền, rút 5.000 ETH rút không được, thì tới lúc đó thì cái đội Sky Mavis người ta mới biết là chết mẹ, là cái bridge của mình nó bị hack. Thì tới một tuần để cho hacker nó có thời gian một tuần để nó rút tiền thì phải nói là bad news, là tin không tốt, tại vì một tuần thì nó quá lâu đi. Một tuần mà để cho hacker nó làm, nó rút tiền, nó rửa tiền, nó có kế hoạch, nó rửa, nó này nọ kia nọ. Thì thật ra nếu mà bị hack cái bridge là phải phát hiện liền, chứ không để một tuần thì quá lâu. Do đó cái lỗi là no monitoring. Thì đây là một cái bài viết rất là hay đó. Thì đấy, thì đó là toàn cảnh cái bức tranh mà tại sao cái thằng Ronin Bridge bị hack. Ok, thì anh em thấy sao về cái vụ hack này? À, anh em có thể comment bên dưới để cho mình biết ý kiến của anh em nha. À, trong cái quá trình mà làm cái video này thì cũng có thể một số cái kiến thức mình tìm hiểu cũng chưa có rõ, hoặc là mình đọc báo mình cũng thấy chưa có đúng, hay là mình nói không có đúng gì đó, thì anh em cũng có thể góp ý cho mình ở dưới comment. Hoặc là anh em muốn mình làm những cái video nào đó thì hãy comment lại, và mình sẽ, nếu mà một cái đề tài nào hay á, thì mình sẽ làm và mình sẽ post ở trong cái mục reaction của mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nha.